Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Dương Đôi Vật. Mình đến từ KTM và Husqvarna Sài Gòn. Thì hôm nay Dương sẽ quay một cái clip review tổng thể về 390 ADV của KTM, và cũng như là nói chi tiết hơn về các cái công nghệ đang có trên xe. Thì hôm bữa mình có làm clip chia sẻ về cảm nhận lái rồi, nhưng mà clip về các công nghệ xe thì mình chưa có làm, nên hôm nay mình sẽ làm cái clip này cho mọi người xem chi tiết hơn nha. Rồi, bên cạnh Dương đây là KTM 390 ADV, một dòng adventure entry level cho anh em nào mới tập chơi phân khúc ADV. Thì bữa giờ các anh em coi clip nhiều thì chắc là quay màu cam nhiều, thì hôm nay Dương quay màu trắng. Thì cho anh em biết là xe 390 ADV có thêm là phiên bản màu trắng nữa, màu trắng tem cam. Và đặc biệt trong tháng 6 này đang có ưu đãi rất là tốt cho con 390 ADV này. Thì ưu đãi đó là gì thì ở cuối clip Dương sẽ thông báo cho mọi người biết nha. Rồi, về ngoại quan thì 390 ADV màu trắng có lẽ là nhìn nó sẽ là trông nó to hơn là con màu cam với màu đen. Với lại là con 390 ADV đang trưng bày ở showroom của Dương là Dương mới vừa gắn cái bộ thùng nhôm của Lubu, gồm 3 thùng, thùng top với 2 thùng hông, rất là cứng cáp. Và thùng này nó cũng là không quá nặng, không có gây ảnh hưởng nhiều cho cái việc di chuyển tour của anh em. Đổi lại thì mình có thể để được nhiều đồ hơn, mình không cần phải mang ba lô. Hai thùng bên đây có thể để được kha khá đồ á. Và cái giá của cái thùng này là KTM phân phối luôn, là đang có giá là 30 triệu cả 3 thùng và luôn bát, không có tính bát riêng, tính bát chung luôn. Và giá đang khuyến mãi là giảm còn 27 triệu cho cái bộ 3 thùng này. Thì mình quay cận cảnh cái thùng chút xíu cho anh em xem ha. Cái thùng top ở đây á thì là nó có cái đệm mềm cho người ngồi sau dựa lưng cũng rất là thoải mái. Rồi đó, đang quay một vòng cho anh em xem. Thùng này có thể cơ động, mình tháo ra mình xách được bình thường nha anh em. Ở phía trong nó thì nó có cái khóa ở đây, để mình mở thử nha. Rồi, ở đây là phần lưới nè, mình có thể để đồ ở đây. Ở trong lòng của thùng thì có một cái lớp nhung để ở trong cho nó êm, để mình chạy nó không có bị ồn. Và cái lớp nhung này là dán nha anh em, có một cái miếng dán thì mình có thể tháo ra vệ sinh được. Nè, anh em thấy có mấy miếng dán ở đây thì mình có vệ sinh dễ dàng hơn. Mình đi tour vài ngày thì mình đựng bằng cái này cũng ok. Rồi, như ở clip trước á, thì Dương có làm một cái clip review cái cảm nhận khi mà chạy cái con 390 ADV này về Cần Thơ, đi một cái tour Sài Gòn Cần Thơ. Thì những cái chế độ lái an toàn ở trên xe nó hỗ trợ Dương rất là nhiều, và Dương sẽ kể ra tuần tự ở đây. Cái mà Dương cảm thấy ok nhất đó là Motor Traction Control, đó là việc xe sử dụng mắt đọc ABS cho bánh trước và bánh sau. Khi mà thấy bánh sau có xu hướng xoay nhanh hơn bánh trước do mình tăng tốc đột ngột á, thì cái ga điện tử nó sẽ cảm biến và nó ngắt động cơ tạm thời một chút để cho cái bánh sau nó quay chậm lại, nó giảm cái việc xoáy bánh ở trên đường. Rồi, và một cái để mà mình lái xe thoải mái nhất ở trên những cái cung đường xa, mà có lẽ là anh em nào chạy xe có cái đó rồi á, thì khi mà quay lại cái xe không hỗ trợ nó sẽ cảm thấy khó chịu, đó là Wheelship. Hệ thống Wheelship 2 chiều đã được trang bị sẵn trên 390 ADV luôn, anh em không có cần kích hoạt gì hết. Nó rất là tiện lợi và nó rất là đáng giá ở trên 390 ADV. Rồi, về ABS á, thì là con này có ABS trước sau và có khả năng tắt mở được luôn. Cho nên là việc sử dụng xe ADV này đi vào những cái cung đường xấu, đường dốc nhiều thì mình có thể chuyển qua chế độ ABS Off-Road để mình đi nó được ngon hơn, mạnh hơn và có khả năng bám đường nhiều hơn. Rồi, cũng như những chiếc xe KTM khác, 390 ADV được thừa hưởng dàn phuộc WP rất là xịn sò. Và WP ở trên 390 ADV đây là WP Apex thế hệ mới, Big Piston. Piston ở trong lòng phuộc rất là lớn, cho cảm giác cực kỳ êm ái. Thì như các bạn thấy là Dương cũng khá là to con, nhưng mà khi mà Dương chạy 390 ADV, Dương không có cảm thấy quá là khó chịu khi mà qua những cái ổ gà, ổ voi lớn. Thì nếu mà các anh em đi miền Tây cũng biết là đường miền Tây nó sẽ xấu như thế nào rồi, và những cái mối cầu ở miền Tây nó rất là sốc. Thì phuộc WP Apex đáp ứng cực kỳ tốt. Và bên cạnh đó thì chúng ta có một hệ thống phanh Bike Rear từ nhà Brembo.
Thì fan này chắc anh em có nghiên cứu nhiều cái clip khác thì cũng biết là thương hiệu con của Rambo rồi. Và cái kích thước đĩa phanh 320mm thường chỉ có trên những con 1000cc trở lên, thì ở trên 390ADV cũng đã được trang bị rồi, cho cảm giác thắng cực kỳ an toàn, kết hợp với lại dàn phuộc là một thứ gì đó rất là tuyệt vời. Nếu mà anh em muốn trải nghiệm thử thì Dương có xe demo để chạy thử ở showroom, anh em cứ liên hệ với số điện thoại của Dương để mình có thể trải nghiệm cái phuộc cũng như cái thắng của xe này. Và một điều mà Dương muốn nói đến quan trọng hơn ở trên con 390ADV này đó là cái IMU cảm biến 60. Nó nằm ở vị trí dưới bình xăng, thì khi mà anh em vào cua ở góc nghiêng thì cái IMU cảm biến này nó sẽ đo góc nghiêng của anh em. 1 trên 100 giây là có thể cảm biến ngay được cái góc nghiêng và cho phép ABS hoạt động. Đó gọi là cái công nghệ cornering ABS ở trên 390ADV. Các anh em có thể hoàn thành một cái góc cua trọn vẹn mà có ABS luôn, không có bị cảm giác giật xe đứng lên rất là nguy hiểm trong góc cua như những cái ABS bình thường khác. Đó là một trang bị cực kỳ đáng giá mà phải kể đến trên 390ADV. Rồi, cũng là một điểm đặc biệt và là điểm nhấn của KTM, đó là khung sườn mắt cáo. Thì trên 390ADV cũng sử dụng cái hệ thống khung sườn đặc trưng này nhằm giảm tối đa trọng lượng cho xe. Thì xe 390ADV có trọng lượng thô chỉ 158kg, đi cùng với đó là 44 mã lực của động cơ, rất là mạnh, rất là nhẹ. Thì khi mà anh em di chuyển vào những cái cung đường xấu sẽ rất là dễ dàng để điều khiển xe, không có bị quá nặng nề, hoặc là đi vô những phần đường sình lầy thì xe cũng dễ dàng lướt hơn. Vì đang xe đang sử dụng cái vỏ là 30% off-road và 70% on-road. Cộng thêm đó thì chúng ta có nồi chống trượt slipper club cũng được trang bị sẵn luôn. Khi anh em dùng số gấp không có lo cái việc xe bị khóa bánh, rất là an toàn cho người lái. Và với giá xe bây giờ đang là 236 triệu giao hải quan cho anh em, nhưng mà chương trình của tháng 6 này là cực kỳ đặc biệt, đó là giảm 100% phí trước bạ vào thẳng giá trị của xe cho anh em luôn. Ưu đãi chỉ có trong tháng 6 này. Và nếu anh em chốt càng sớm càng tốt giúp Dương nha, vì 390ADV này hiện tại cũng không còn nhiều xe nữa. Nhưng mà bên KTM của Dương thì có tới 3 dealer lận Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Thì khả năng là xe sẽ out stock một cách rất là nhanh. Số điện thoại thì Dương để trên màn hình, nếu mà anh em quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho Dương. Vì có thể nhắn tin thì Dương đang tiếp khách hoặc Dương đang chạy xe thì Dương không có trả lời kịp. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, một cái ưu đãi cực kỳ là lớn nữa đến từ KTM Sài Gòn, đó là từ hôm nay KTM và Husqvarna Sài Gòn đã có chương trình trả góp 0%, không có cần gì hồ sơ. Anh em chỉ cần có thẻ tín dụng thôi là mình có thể quẹt thẻ trả góp được rồi. Thì chi tiết về cái chương trình này anh em cứ đến showroom xem xe, lựa chọn cái chiếc xe mình yêu thích và Dương sẽ tư vấn kỹ hơn về cái chương trình trả góp 0% này. Nó rất là tiện lợi, không có cần đợi công ty tài chính gì hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Dương. Thì nếu anh em còn quan tâm bất cứ chương trình ưu đãi của các dòng xe nào nữa thì cứ comment bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Dương bằng số điện thoại Dương để trên màn hình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.